Xin chào mọi người, trong video này thì là Cương Bích mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách quét toàn bộ khách hàng là nhắn tin với cái fanpage ra, và sau đó chúng ta sẽ khai thác nó sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Thì bước một á thì chúng ta cần có một cái nick phụ, và chúng ta phải thêm nick phụ đó là biên tập viên ta. Tại sao chúng ta phải cần nick phụ? Bởi vì chúng ta sẽ cần sử dụng cái phần mềm quét, và cái này nó miễn phí. Và cái phần mềm này thì đối với mình thì khi mà mình sử dụng các phần mềm bên thứ ba thì mình có hay có thói quen là sử dụng cái nick phụ, bởi vì lỡ có chuyện gì thì nó không bị ảnh hưởng nick chính. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái nick phụ. Đây. Ví dụ đây là cái nick phụ đúng không? Đó, đây là nick Trọng Hiếu, Trọng Phúc. Ok. Rồi. Tiếp theo á thì mình sẽ sử dụng một cái trang đó là YesPay Pro. Thứ hai. Thứ hai. Vào trang. Rồi. Thì chúng ta sẽ cần một đăng ký, một cái tài khoản. Thì tên đăng ký thì mình không hướng dẫn đó, thì đây mình chỉ nói cách đăng nhập thôi. Đăng ký đăng nhập thì nó dễ quá rồi nhé. Rồi, để đăng nhập vào. Rồi. Chúng ta sẽ lưu ý này, lúc đầu mà chúng ta vào á thì chúng ta sẽ chưa có giao diện này đâu. Đây. Ví dụ mình sẽ khóa, mình sẽ làm lại cho mọi người nhé. Lúc đầu vào á, thì nó sẽ lên như thế này, nó trắng tinh, mình sẽ xóa hết này. Xóa luôn này. Đó, nó trắng tinh như này, và chúng ta sẽ không dùng được những cái chức năng gì ở đây hết. Chúng ta sẽ làm gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy này. Tải phiên bản mới nhất này, chúng ta sẽ ấn tải về này. Đó. Và khi mà tải về á, thì chúng ta sẽ được một cái file như thế này. Đây, nó là một cái file như thế này. Và chúng ta sẽ tiến hành giải nén nó ra, và chúng ta sẽ được một cái thư mục này. Đó. Rồi. Sau khi có thư mục này á, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Rồi. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Mình làm lại cho mọi người. Đó, nó vào đây này. Ra vào cái add-on này. Tiếng Việt thì nó không, nếu mà cái tiếng Việt thì nó là tiện ích ấy, hoặc là mọi người cứ nhìn theo cái vị trí thôi, đếm 1, 2, 3, 4 này. Đó, để ấn vào đây. Đó, và chúng ta sẽ cài mới, chúng ta sẽ bật cái chế độ này lên nhé. Nhà phát triển. Unlock. Thì chúng ta sẽ đến cái thư mục đó. Đúng không? Rồi, đây, và chúng ta chọn này. Chọn nhé. Đó. Chọn nhớ chọn cái thư mục nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nó lên ở đây này. Ta ấn ghim vào. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái Facebook Nick Jack. À, chưa biết Nick Jack inbox là gì đâu. Rồi, đã ấn vào đây. Nó đăng nhập. Là cái tài khoản lúc này chúng ta đã ký. Rồi, nó sẽ chạy. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái token ở đây này. Rồi. Ta quay về cái web. Rồi, chúng ta này, đăng nhập này. Đó, chúng ta dán cái token vào đây. Rồi, chúng ta ấn cập nhật.
QR. Rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Đăng nhập. Đó, chúng ta sẽ thấy này. Đó, đây là các cái tính năng của cái thằng EZPay này, nó rất là nhiều cái miễn phí. Hôm nay mình sẽ tập trung vào thằng inbox nhé. Rồi, ta sẽ vào này, inbox này. Mình sẽ quét một cái trang nó nhỏ nhỏ thôi nhé, cho nó nhanh. Đó. Thì là ấn cập nhật inbox mới nhất. Cái này thì chúng ta cứ để yên cho nó chạy. Để yên vậy. Khi nào mà nó chạy xong rồi nó báo thì mình sẽ dừng cái video này một chút cho nó sẽ ấy lại. Cái nút dừng. Thôi được, mình chờ chút đi. Nếu mà trang lớn nó quét khá là lâu mà. Và mình không tắt trình duyệt nhé. Rồi, chúng ta sẽ thấy này. Đây là cái tổng toàn bộ inbox của cái trang này. Nó có thống kê đầy đủ luôn. Có phone không, phone, phone VIP gì đấy. Đó. Đây. Thì chúng ta sẽ tải cái nọ này về đây, chúng tải về đó, chúng ta sẽ được một cái file như thế này. Thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta tải toàn bộ inbox của một trang về Mix. Thì về cái này thì chúng ta sẽ làm cái gì với nó đúng không? Rồi. Ok. Cái file này này, rồi. Bốn là đăng nhập vào bằng cần tốc, cần là cái đoạn mà cái này hướng dẫn mọi người quét ạ. Và bước 5 5 là toàn bộ bước vào xuất ra. Ok. Rồi, thì làm thế nào chúng ta khai thác cái đám này? Mình sẽ có một số đề xuất cho mọi người. Đề xuất. Cái thứ nhất á, là mọi người sẽ chuyển UID thành số điện thoại. Thoại là kết bạn Zalo. Đó. Cái thứ hai á, là chúng ta có thể chia ra, chia nhỏ và kết bạn. Thì cái này chúng ta có thể làm từ 4 đến 5 cái nick và giao cho nhân viên, giao nhân viên khai thác. Đó. Tiếp nữa thì mình có thể là
lấy số điện thoại đã chuyển đổi và nạp lên tài khoản Facebook để tạo thêm tương tự. Thì đây là giống như là nó là khách hàng cũ của mình á, mình có thể tạo. Thì đó là những cái đề xuất. Ở đây Facebook Ads nó cũng khá là đắt nên là chúng ta có thể chia nhỏ sử dụng các nick nhân viên này, nuôi và bán hàng trên Facebook cá nhân. Đó, giống như bên mình này, đây thì hiện tại thì mình đang nuôi khoảng 30 con. Cái này thì mình, nó nằm ở cái máy khác, máy này nó phải chạy máy Windows nên là đây, như bên mình đang nuôi thì như thế này. À, bạn nào mà cần hỗ trợ cái nuôi này ấy, thì inbox mình nhé. Có một cậu em khá là nhiệt tình hỗ trợ mọi người nuôi để bán hàng ấy này. Đó. Yeah, ok. Thì chúc mọi người khai thác cái đám này thành công nhé. Đặc biệt là cái kênh Zalo á, và đợt này nó cũng khá là ổn, mình thấy khi mà tải lên thì chăm sóc khách hàng cũ á, nó khá là tốt. Tất nhiên mình không phải tải từng tệp đâu, cái này mình mọi người có thể là úp lên cái Gmail á, sau đó đồng bộ lại với cái điện thoại của Zalo á, thì nó sẽ đề xuất kết bạn, nó rất là tiện. Rồi, ok. Thì mình nhắc lại một lần nữa, lưu ý nhé, là mọi người dùng mic phụ nhé. À, trong cái công cụ mà EZ ấy, thì nó khá là nhiều tính năng, thì mọi người có thể là tìm hiểu hoặc sử dụng thêm. Đăng bài rồi nhắn tin, nói chung là nó khá là nhiều. Đó. Đây, cái thằng này nó có chuyển đổi UID sang số điện thoại rồi này. Đó, ví dụ mình ví dụ nhé, đây cho mọi người dễ hình. Ví dụ ngày 20 đi thôi. Đây. Cái số qua mình xóa mất một cái. Cái đối tượng của bên mình thì khá là trẻ nên là nó khó có số. Nếu mọi người mà cần chuyển thì có thể liên hệ bên mình, bên mình có thể hỗ trợ mọi người chuyển. Đó, ví dụ như thế này này. Nhưng mà nếu mà chúng ta có hàng chục ngàn thì chúng ta không chuyển nguồn phí ở đây được, thì chúng ta bắt buộc phải có công cụ. Thì nếu mọi người cần chuyển để mà chăm sóc Zalo hay là gọi này nọ thì có thể là liên hệ bên mình. Ok. Rồi, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người khai thác cái data này tốt nhé.